thủ đoạn của Quang Hải. Bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Việt Nam. Một pha dứt điểm mang thương hiệu Quang Hải. Bóng được đặt ở một vị trí đá phạt trực tiếp. Quang Hải bước lên chắn đá phạt và lưới của đối phương rung lên. Một điều quen thuộc đã trở lại và lần này được diễn ra tại sân vận động quốc gia Lào. Tỷ số bây giờ là 3-0. Và những cầu thủ tấn công tốt nhất mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang có được lần lượt tỏa sáng theo những cách khác nhau. Công Phượng với một cú đá mạnh, Anh Đức với một cú đánh đầu và bây giờ là Quang Hải với một pha xử lý ở chấm đá phạt. Cái chân trái quá hay của Quang Hải. Cầu thủ của chúng ta gần như không cần phải lấy đà nhưng vẫn thực hiện một cú xử lý khiến cho thủ thành Brasut có tung người thì cũng chỉ là làm nền mà thôi. Rất hay. Đoàn Văn Âu. Một siêu phẩm của Đoàn Văn Âu. Quá tuyệt vời. Một tình huống dứt điểm mà chúng ta không thường xuyên được thấy ở các cầu thủ Việt Nam. Một pha vẩy móng ngoài cực kỳ đẳng cấp đến từ Đoàn Văn Âu. Bàn thắng đến từ phút thi đấu cuối cùng. Một điều quá tuyệt vời đối với những khán giả có mặt trên sân đấu quốc gia Mỹ Đình ngày hôm nay. Kể từ khi vào sân thì Đoàn Văn Âu đã chơi quá hay. Và bàn thắng vừa rồi đã minh chứng rõ cho điều đó. Chúng ta cùng xem lại pha bóng dứt điểm táo bạo và cực kỳ tinh tế của Đoàn Văn Hậu đã không cho thủ thành Mukhani bất kỳ một cơ hội nào. Điểm 10 cho pha dứt điểm vừa rồi của Đoàn Văn Hậu. Đây xứng đáng là một trong những bàn thắng đẹp nhất mà Đoàn Văn Hậu đã từng ghi được trong sự nghiệp của anh. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã phá được bẫy Việt Vị và đã thành công. Lần thứ hai Quang Hải thoát xuống đến gần với khung thành của thủ môn Parisan. Và lần này thì lưới của đội tuyển Malaysia bị rung lên và bàn thắng được công nhận chứ không bị từ chối như lần trước đó. Và ghi bàn đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Quý Ngọc Hải là người đóng vai trò kiến tạo. Một pha ngả người cực dẻo của Quang Hải và lưới của Malaysia đã rung lên. Không thể nói trước điều gì về những miếng đánh của Quang Sơ. Trung vệ Ngọc Hải lặng lẽ băng lên và truyền bóng điểm rơi cho Quang Hải. Sơn Mai Kaler đã tài trợ phát sóng chương trình này. Bàn thắng bất ngờ 1-0 cho Việt Nam. Đúng là không thể lường trước những tình huống ghi bàn thế từ Quang Sơ. Một cú sút xa đầy bất ngờ và táo bạo. Xử lý có thể nói là rất khó tin. Tất cả đều có thể thăng hoa trong bầu không khí đặc biệt như thế này. Bàn thắng thứ hai của Tiến Linh tại vòng loại World Cup 2022 cũng là một cú đá bằng chân phải nhưng cự ly thì rất xa. Khoảng cách có thể nói là lớn và rõ ràng đó là một thời điểm mà ít ai dám ngờ rằng đó là cú dứt điểm. Nhưng thực sự khi xem lại chúng ta có thể thấu hiểu được tính hợp lý của nó. Cú đá quá xuất sắc. Hai mùa giải ở đây Tiến Linh đã trở thành một tay săn mà lợi hại tại V-League. Nếu như chúng ta làm điều đó thì sức ép sẽ được đẩy ngược lại. Dứt điểm, cú đá! Con chân cả tuyệt vời! Hai tiền vệ trung tâm của chúng ta đã lên tiếng. Khoảnh khắc bùng nổ của hai cầu thủ tiền vệ trung tâm của chúng ta trong trận đấu ngày hôm nay. Niềm vui của ông Park Hang-seo, niềm vui của số ít các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam. Đức Huy. Đường chuyền Phan Văn Đức. Cơ hội vào. Phan Văn Đức là người ghi bàn. Tiến vào của
câu lạc bộ Slovan đã có một pha xử lý tuyệt vời. Ông Ba Sò đã thở phào nhẹ nhõm rồi. Một tình huống không chế bóng và dứt điểm tuyệt vời của Phan Văn Đức. Tiền đạo được vào sân thay người chơi thay cho Anh Đức. Phan Văn Đức vẫn là một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam. Và ngày hôm nay anh đã tỏa sáng. Đường chuyền của Đức Huy. Chắc chắn là sau bàn thắng này ông Park sẽ suy nghĩ sử dụng Đức Huy ở vị trí tiền vệ trung tâm. Một đường chuyền như đặt vào chân của Phan Văn Đức. Không chế bóng quá đẳng cấp. Không nhiều tiền đạo Việt Nam có thể xử lý được những pha bóng kiểu như này. Đỡ bóng bằng chân trái và dứt điểm bằng chân phải. Phan Văn Đức quá tinh tế. Một pha xử lý thực sự đẳng cấp của cầu thủ đang chơi bóng cho Sông Lam Nghệ An. Ở bàn thắng và với một chân sút như Xuân Trường thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. 2-0 dành cho đội tuyển U19 Việt Nam. Từ Tuấn Anh đến Lương Xuân Trường, từ một cú sút ra đến một quả đá phạt thì tất cả đều được thể hiện một cách có thể nói là thần kỳ và tuyệt vời. Đó quả thực là những pha làm bàn khiến người xem thật sự xúc động. Đang chứng kiến những điều rất kỳ diệu từ các cầu thủ của chúng ta. Và như đã nói thì hôm nay những gì được coi là sở trường của từng cầu thủ đang được phát huy. Những đường cong mỹ miều tuyệt diệu ở Mỹ Đình. Và chứng kiến bàn thắng này của Lương Xuân Trường thì chúng ta lại phải nói lại một câu nói rất dân dã khi xem U19 Việt Nam thi đấu, đó là sướng mắt. Niềm vui sướng lan truyền từ ông Guillaume Brassen, lan truyền tới những khán giả đang có mặt ở Mỹ Đình. Những lối đá nhanh, cầu Phương lội phản công. Sút xa. Cùng xem lại bàn thắng rất đẹp mắt này. Một lần nữa Công Phượng lại chứng minh được đẳng cấp ngôi sao của mình. Cú sút từ rất xa, bóng đi căng vào góc chết. Rất đẹp mắt. Quang Hải. Đường chuyền dành cho Phan Văn Đức. 3-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Và Phan Văn Đức đã có bàn thắng tại giải năm nay. Sau rất nhiều những cú dứt điểm thì cuối cùng thì Phan Văn Đức cũng đã có thể ghi được bàn thắng. Hiệp 1 là cú đá vô lê bằng chân trái. Và vừa rồi là một pha xử lý bằng chân phải. Đây là tình huống dứt điểm nguy hiểm thứ 3 mà Phan Văn Đức tạo ra trong trận đấu này. Hiệp 1 anh vô lê, và sau đó là còn một tình huống đối mặt với thủ thành đối phương. Và đến lần thứ 3 này thì Phan Văn Đức mới được nở nụ cười khi mà trực tiếp ghi bàn. Một bàn thắng rất là xứng đáng với những nỗ lực và những thể hiện ở trên sân của Phan Văn Đức. Rất gọn gàng. Một chạm để giữ bóng. Và tình huống xử lý đó cũng đã giúp cho Phan Văn Đức thoát ra khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương. Và cú xoay người để dứt điểm thật sự là đẳng cấp. Đây là một khoảnh khắc cho thấy các cầu thủ của chúng ta đã tự tin như thế nào. Với cú ra chân của Phan Văn Đức. Sân Mỹ Đình vẫn đang âm vang trong những tiếng reo hò. Và đã có bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng của chúng ta. Có một tình huống mở tỷ số và nếu như chúng tôi không nhầm thì đó là pha ghi bàn của Tuấn Anh. Đó là pha lập công của Tuấn Anh khi mà các đồng đội đang chúc mừng toàn cầu thủ áo số 8 của chúng ta. Và đó lại là một cú đá từ xa. Cú đá tuyệt vời.
bóng chạm 2m trong cột dọc trước khi làm tung lưới khung thành của Rio Milan. Người vào sân để thế trận của Hải là Phan Văn Đức. Đây là cơ hội của chúng ta. Văn Long, cú đá quá tuyệt vời. Các cầu thủ của chúng ta dường như luôn ý thức rằng mình là những người nghệ sĩ nên ghi bàn là phải ghi bàn ấn tượng, và vừa rồi là một khoảnh khắc cũng rất đặc biệt mà Phan Văn Long tạo ra. 4-1, và bây giờ thì chúng ta tin vào một vị trí ở chung kết để gặp lại đội bóng hùng mạnh Nhật Bản cho một trận chung kết trong mơ ở giải đấu lần này. Bàn thắng này cũng là một phần thưởng xứng đáng dành cho Phan Văn Long, bởi cầu thủ của đội tuyển U19 Việt Nam cũng đã chơi rất hay trong trận bán kết với U19 Myanmar. Người chuyền bóng là Lương Xuân Trường. Lại là một pha kiến tạo nữa của số 6, một tiền vệ xuất sắc của đội tuyển U19 Việt Nam. Và cú bẻ má ngoài chân phải này của Phan Văn Long, thật khó tìm lời nào để có thể mô tả cho vẻ đẹp của nó. Một cú đá mà nó đã khiến tôi nhớ lại pha xử lý của Dennis Bergkamp trong trận đấu tại World Cup 1998, với một cú đá bằng má ngoài chân phải rất điệu nghệ. Chỉ có thể nói là hoàn hảo. Đó là một tình huống xử lý tốt. Văn Hậu, nhà bóng ơi, quá hay. Điều không thể tin nổi đang xuất hiện trên sân vận động ở Côn Sơn. Một pha xử lý tuyệt vời ở bên phía cánh trái của Văn Hậu. Một tình huống nhả bóng lại cực hay. Bàn thắng khiến chúng ta nhớ lại màn trình diễn của chính Quang Hải tại M150 Cup cách đây chưa lâu. Công Phượng, vẫn là Công Phượng, dứt điểm. Văn Hậu, Công Phượng. Một bàn thắng giống như khi anh phối hợp đã bắt pha xử lý và dứt điểm của Công Phượng. Gần tương tự với bàn thắng mà anh đã ghi được vào lưới của Timor Leste. Sau khi để cho đối thủ vươn lên dẫn bàn từ một tình huống sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Quang Hải, chân trái. Đó là bàn thắng cho U23 Việt Nam. Lại một cảm xúc tuyệt vời nữa. Sau một trận Công Phượng. Tuyệt vời. Tuyệt vời. 4-0 cho U23 Việt Nam trong một ngày mà mọi thứ đều có thể xảy ra, nhất là từ những đôi chân diệu kỳ như của Công Phượng. Với bàn thắng vừa rồi thì chúng tôi xin phép không bình luận gì nữa, vì chỉ hình ảnh này thôi đã nói lên tất cả. Rất đẹp mắt. Tỷ số trận đấu được nâng lên 4-2. Và ghi bàn quá đẹp của Lương Xuân Trường. Xuân Trường là cầu thủ đã chuyền bóng rất đẹp để Vũ Văn Thanh ghi bàn. Và bây giờ đến lượt Xuân Trường lập công. Cho đến điểm này thì chúng ta thêm một lần đã thấy được những phẩm chất của bộ đôi Xuân Trường và Tuấn Anh. They've got the ball in the right part of the pitch. And then he takes a shot. What a brilliant goal! Out of the blue, Vietnam get what will be the winner. Duan Van Hau now for sure has secured the 3 points for his country. Brilliant from him. It looked like a speculative attempt. He took his chance, and I think it took everyone, including me, by surprise. Keeper was well off his line, and it was swerving away from him, and then dipped at the right moment. I think the keeper might still feel a little disappointed by that. Văn Hậu,
Cú đá ngay! Tuyệt vời! Không còn nghi ngờ gì nữa, nhân vật của hiệp đấu đầu tiên là Văn Hậu. 3-0 cho U22 Việt Nam. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về cú đá này của hậu vệ áo số 20. Và đây không phải là lần đầu tiên Văn Hậu có một pha lập công như vậy. Bóng đi liệng đầy khó chịu. Và tất nhiên thủ thành Fazio của đội bạn không có một chút cơ hội.